Xin mến chào quý cô chú anh chị và các bác đã trở lại với Trung Thực Auto xe gầm cao. Em là Thanh Phương, đại diện bán hàng cho Trung Thực Auto chi nhánh Bình Dương, đang có địa chỉ tại 709 đường DT 743B, thành phố Dị An, tỉnh Bình Dương ạ. Hôm nay thì nhà em Phương vừa mới về một số mẫu 5 chỗ 7 chỗ gầm cao, nên là em Phương sẽ lên sóng báo giá chi tiết từng chiếc để cho anh chị có thể cân đối. Hiện tại thì nhà em vừa mới về một chiếc Fortuner cho chi nhánh Hà Nội anh chị ạ. Xe được đăng ký và sản xuất là năm 2018, số sàn. Chiếc này thì bên em đang niêm yết với mức giá chỉ nhỉnh hơn 7 đồng một xíu anh chị nhé. Một vài ngày nữa thì xe sẽ có mặt tại chi nhánh Hà Nội để anh chị có thể cân đối, tham quan, xem xe và trải nghiệm lái thử xe thực tế ạ. Ở đây thì nhà em đang có một chiếc Fortuner đời 2020 máy dầu số tự động. Xe đi chuẩn chỉ là 22.000 km với ngoại thất là màu đen. Hiện tại bên em đang niêm yết với mức giá là 918 triệu bao rút hồ sơ cho các bác nhé. Bốn vỏ theo xe, nói chung là xe còn rất là mới anh chị ạ. Nhà em vừa mới thu được, xe thì đã được lên cam hành trình đầy đủ rồi ạ. Ở bên này em đang có một mẫu 5 chỗ gầm cao, một mẫu Hyundai Tucson được đăng ký và sản xuất là năm 2020. Xe đi chuẩn chỉ là 45.000 km, mang biển số Bình Dương. Chiếc này thì hiện tại bên em đang niêm yết mức giá là 765 triệu bao rút hồ sơ, 768 triệu bao rút hồ sơ cho anh chị nhé, với ngoại thất là màu đỏ mận. Chiếc này đang là bản 1.6 turbo, bên trong đã được mang nội thất ghế da màu kem rồi anh chị nhé. Đây, form rất là đẹp đúng không ạ, form của Tucson 2020. Bên này thì nhà em Phương vừa mới về một chiếc Xpander với tầm tài chính rất là hợp lý luôn anh chị ạ. Chỉ nhỉnh 4 đồng một xíu. Chiếc này là Fortuner số sàn, được đăng ký và sản xuất là năm 2021 anh chị nhé. Xe đi chuẩn chỉ là 25.000 km và hiện tại đang được bên em niêm yết với mức giá là 478 triệu bao rút hồ sơ cho anh chị, với ngoại thất là màu bạc. Bên trong thì đã được bác chủ cũ lên ghế da rồi nhá, bởi vì nguyên bản chiếc này vẫn là ghế nỉ ấy chị ạ. Đèn thì vẫn là đèn halogen thôi, biển 72 Vũng Tàu ạ. Ở bên này em cũng đang có một mẫu 5 chỗ gầm cao Hyundai Creta, được đăng ký và sản xuất là năm 2022. Chiếc này là bản đặc biệt anh chị nhá, bản giữa. Xe đi chuẩn chỉ là 25.000 km và hiện tại đang được Trung Thực Auto bên em niêm yết với mức giá là 638 triệu bao rút hồ sơ cho anh chị. Một mẫu 5 chỗ gầm cao đi gia đình siêu hợp lý ở thời điểm hiện tại luôn ạ. Đây, bên này nhà em đang có hai chiếc Kia Seltos. Một chiếc Kia Seltos được đăng ký và sản xuất là năm 2021, bản 1.4 turbo. Xe đi chuẩn chỉ 46.000 km và hiện tại đang được bên em niêm yết với mức giá là 628 triệu bao rút hồ sơ cho anh chị. Chiếc này được sản xuất cuối năm 2021 nên là đã được lên logo mới rồi anh chị nhá. Còn đầu năm 2021 thì thường Kia ấy vẫn sẽ là để logo cũ cơ. Bốn vỏ còn nguyên zin theo xe. Ở bên này thì em đang có một chiếc Kia Seltos nữa với ngoại thất là màu đen anh chị nhé. Chiếc này siêu lướt luôn, được đăng ký và sản xuất là năm 2023, bản 1.6 Premium. Chiếc này thì hiện tại đi chuẩn chỉ là 11.000 km và hiện tại đang được bên em niêm yết với mức giá là 658 triệu bao rút hồ sơ cho anh chị. Chênh lệch đâu đó so với xe mới khoảng gần 100 triệu anh chị nhé. Anh chị tiết kiệm so với xe mới khá là nhiều, đã được trang bị cụm nén full LED đầy đủ rồi ạ. Xe còn rất là mới, nhiều chỗ còn chưa bóc siêu cơ. Khi nào có cơ hội thì em cũng sẽ lên sóng báo giá chi tiết cho anh chị chiếc đấy ạ. Và đây, hôm nay siêu phẩm ngày hôm nay là nhà em đang có vừa mới về luôn, một chiếc CRV đời 2019 bản L anh chị ạ. Chiếc này thì đi chuẩn chỉ là 51.000 km và hiện tại đang được Trung Thực Auto bên em niêm yết với mức giá là 758 triệu bao rút hồ sơ cho anh chị, với ngoại thất là màu đỏ mận anh chị nhá. Xe đẹp lắm nên em sẽ lên sóng quay chi tiết cho anh chị luôn. Đây, đối với thiết kế của CRV thì anh chị có thể nhìn thấy này, rất là sang trọng đúng không ạ? Đã được trang bị cụm đèn full LED rồi nhá. Đây, ôi xe rất là đẹp luôn, vừa mới về, mang biển phố anh chị ạ. Một chủ sử dụng từ mới, đi rất giữ gìn. Bốn vỏ này còn siêu dày luôn. Tay CNC đa chấu, chưa có sự xước xát gì nhiều anh chị nhá. Logo Hyundai này,
xi nhan thì đã được tích hợp trên gương rồi, gương kính gập chỉnh điện, đã có thanh dán nóc, đã có phim cách nhiệt đầy đủ rồi. Em sẽ quay xung quanh xe và quay cái phần nội thất bên trong để chị nhìn thấy. Với mức tiêu hao nhiên liệu của dòng này thì đâu đó chỉ dao động từ 5,7 cho đến 8,9 lít trên 100 km đường trong đô thị và ngoài đô thị thôi anh chị nhé. Chiếc này là bản L anh chị ạ. Cốp thì đã được trang bị cốp điện rồi. Đây. Một chiếc xe đời 2019 đi chuẩn chỉ 51.000 km ạ. Và hiện tại đang được bên em niêm yết với mức giá là 798 triệu bao rút hồ sơ ạ. Đây anh chị có thể xem cái phần nội thất ở bên trong cái khoang cốp này. Keo chỉ các thứ bên em cam kết là còn nguyên bản, không mất một phân của anh chị nhá. Xe mới về thì em quay để cho anh chị xem cái chất xe mộc thôi ạ. À, sơ cua của chiếc này đã hạ rồi anh chị nhá, bởi vì đời 2019 hiện tại đến nay đã là khoảng 5 năm sử dụng rồi. 5 năm sử dụng mà đi 51.000 thì đâu đó mỗi năm đi một vạn đúng không ạ, 10.000. Em sẽ quay cái phần nội thất bên trong để anh chị có thể xem. Hãy cùng em Phương vào với nội thất của chiếc CRV đời 2019 bản L này anh chị nhé. Đây anh chị có thể nhìn thấy xe chưa dọn rửa gì, em đang quay chất xe mộc mà anh chị có thể nhìn thấy cái chất ghế da này còn siêu đẹp luôn ạ. Ghế da nguyên bản của xe nhá. Đây vô lăng cần số này. Vô lăng thì đã được tích hợp đầy đủ các phím đàn thoại rảnh tay, đã có cruise control đầy đủ rồi. Bác chủ cũ cũng rất là giữ xe và đã trang bị cho vô lăng một cái bọc vô lăng rồi để tránh cái chi tiết hao mòn. Đây màn hình này, điều hòa thì đã được trang bị điều hòa auto đầy đủ rồi anh chị nhá. Cần số này còn rất là mới, đã được trang bị phanh tay điện tử auto hold này. Khay để cốc và bệ tì tay đây. Cửa sổ trời toàn cảnh anh chị nhá. Trần thì vẫn là trần nỉ zin thôi. Và cửa sổ trời này, đã được trang bị cửa sổ trời đầy đủ rồi ạ. Táp vi cửa, keo chỉ bên em cam kết là còn nguyên bản. Một chiếc xe lăn bánh tiền tỷ đúng không anh chị? Đây, ghế hàng 2 còn rất là đẹp. Trước này mà nhà em rửa dọn và spa lại hết thì xe sẽ siêu đẹp luôn ạ. Độ ngả và độ êm ái của CRV thì thực ra không có gì phải bàn nữa. Cửa gió hàng 2 này đã có thảm sàn rồi nhá. Và rồi, anh chị nào quan tâm tới một trong những mẫu xe em Phương vừa giới thiệu thì hãy nhanh tay comment hoặc là liên hệ tới số hotline của Trung Thực Auto để được hỗ trợ nhanh nhất ạ. Và em xin phép là kết thúc video tại đây. Xin mến chào, hẹn gặp lại chị ở những video clip tiếp theo ạ.